Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng tàu cá làm nghề khai thác thủy hải sản lớn. Tuy nhiên, do được đầu tư đã lâu, không được nâng cấp, nên hiện nay việc khai thác, phát huy hiệu quả các cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần nghề cá. Tình trạng cảng cá xuống cấp đang diễn ra tại nhiều cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như cảng cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn, cảng cá Lạch Trường, thị xã Nghi Sơn, Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa. Nhiều cảng cá có hạ tầng thiếu đồng bộ, đã được đầu tư nhiều năm, đang bị xuống cấp, hư hỏng, không phát huy hết công năng sử dụng. Đồng thời, tình trạng quá tải cũng đã và đang gây áp lực lớn cho công tác quản lý, vận hành, khai thác cảng cá. Vấn đề hậu cần nghề cá đối với nước trong thời gian tới cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc vận chuyển nguyên vật liệu rồi các cái thiết bị khác trong cái chuyến khai thác ra khơi của các chủ phương tiện. Do vậy đối với địa phương Nghi Lộc thì trong thời gian tới chúng tôi đề nghị là rất mong cái sự quan tâm của cấp trên trong cái việc đầu tư cảng cá Hòa Lộc rồi quan tâm đến cái vùng chiều bãi ngang của xã Nghi Lộc để đáp ứng được cái ra vào cũng như là cái khai thác hiệu quả của các chủ phương tiện. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Thanh Hóa hiện có 8 cảng cá và 4 khu neo đậu tránh trú bão với gần 6.000 phương tiện tàu cá. Trong đó, tàu có chiều dài trên 15 mét, khai thác xa bờ có gần 1.100 phương tiện. So với năm 2010, số lượng tàu có công suất từ 90 CV đến 400 CV đã tăng gấp hơn 3 lần. Lượng hải sản thông qua cảng đạt 120.000 đến 160.000 tấn trên một năm. Các cái cảng cá cũng như là các khu neo đậu rồi các cái luồng lạch mà đang bị xuống cấp cũng như là chưa đáp ứng cái yêu cầu cho tàu thuyền ra vào thì cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động nghề cá, đặc biệt là phải chờ cái thời gian nước lên để ngư dân vào cập cảng bốc dỡ hàng hóa, làm ảnh hưởng đến cái việc chất lượng sản phẩm bị xuống cấp, ảnh hưởng đến cái giá trị kinh tế của ngư dân. Thì cảng cá cũng đề nghị với nhà nước là tăng cường cái công tác đầu tư. Thứ nhất là nạo hút luồng lạch. Thứ hai là nâng cấp mở rộng cảng với cái quy mô là nó hiện đại hơn và để đảm bảo cho cái việc kiểm tra kiểm soát tàu cá đối với lại chống khai thác bất hợp pháp. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai đầu tư nâng cấp một số cảng cá xuống cấp trên địa bàn. Đây là giải pháp cần thiết nhằm phát huy hiệu quả hệ thống các cảng cá, đáp ứng các yêu cầu luật thủy sản và các khuyến nghị của EC, góp phần nâng cao hiệu quả hậu cần nghề cá, thúc đẩy phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.